Mảng một chiều. Đầu tiên ta sẽ nói đến khái niệm về mảng chứ đã. Mảng thì đơn giản nó là một cái các phân tử. Có cùng tên, cùng kiểu dữ liệu. Khác chỉ số, khác chỉ mục, khác index. Tập hợp các phần tử mà nó có cùng tên, cùng kiểu dữ liệu, nhưng mà nó khác nhau về mặt index, chỉ mục, chỉ số. Thì để khai báo mảng một chiều thì ta có là cách thức như sau. Ví dụ ta có int a chẳng hạn 5, thì đây là cái ví dụ về khai báo một mảng. Mảng này có tên là A, có kiểu là int. Mảng này có 5 phân tử. Thì tất cả các phân tử của mảng đều có cùng một tên là tên của mảng luôn. Và đều đều chứa các dữ liệu có kiểu là int. Trong đó thì A0 chính là phần tử đầu tiên. Phần tử đầu tiên bao giờ cũng sẽ có index, có chỉ số là 0. Tiếp theo là 1. Vân vân. Và trong trường hợp này mà có 5 phần tử thì phần tử cuối cùng sẽ là A4. Phần tử cuối. Tức là phần tử cuối của mảng, tại vì là phần tử đầu tiên nó bắt đầu bằng 0, chỉ số là 0 nên phần tử cuối có nghĩa là nó sẽ là phần tử có chỉ số là bằng kích thước của mảng trừ đi 1. Ví dụ như ở đây là kích thước là 5, trừ 1 là 4, cái chỉ số của phần tử cuối. Tất cả phần tử này đầu tiên là A hết, đều có kiểu int, tức là đều chứa các giá trị số nguyên, nhưng mà chúng khác nhau về chỉ số, hay là phân biệt nhau bằng chỉ số. Thì bản chất của các phần tử nó bản chất nó là các biến thôi, chất nó chỉ là các biến thôi. Và vì vậy mà vì là biến cho nên là nó cũng có hai điều như là biến, đó là sẽ được cấp phát một vùng nhớ, mỗi phần tử sẽ được cấp phát một vùng nhớ, và mỗi phần tử cũng sẽ có một cái địa chỉ. Nếu là biến mà. Và vì nó là biến cho nên nó cũng hoạt động như là một biến thông thường thôi. Ta thích gán cho nó giá trị là gì, muốn nhập liệu cho nó hay như nào, thoải ví dụ như là A0 bằng 123, thì đây là gán 123 cho phần tử A0. Hay là nếu ta thích nhập liệu cho A0 cũng được. Ví dụ thế tại in A0 bằng chấm D phẩy A0.
chạy thử. Nó in ra là 0 và 1 2 3 này. Tại chỗ này thầy quên quên không để đuôi chấm C này. Đây là CPP là hỏng vậy. Nó là chấm C đấy nhá. Đấy, thế còn ví dụ muốn nhập liệu ta có là Enter. Data chẳng hạn. For a không. Scanf. Chấm d phẩy và a không. Sau đó ta sẽ đi kết quả làm sao. Chia cho số dòng 5, 6, 7, 8. À không, bằng 5, 6, 7, 8. Dạ. Thì và A0 chia địa chỉ của A0 thôi. Ngoài ra thì ta cũng có thể thể hiện địa chỉ của A0 bằng cách thức như sau. Đó là tên của mảng cộng với lại chỉ số. Tên mảng cộng chỉ số. Thì ta cũng sẽ được cái địa chỉ thứ a cộng không, có nghĩa là địa chỉ của a không. Từ nhá, 90 a không bằng 90. A cộng không tất nhiên nó vẫn chỉ là a thôi, nhưng mà mình nếu mình đây mình để là a cũng được, a cộng không là a. Để a cũng được. Thì ở đây ta sẽ có là với một phần tử AI nào đó, A chỉ số Y nào đó, còn địa chỉ của nó sẽ là và AI. Và ngoài ra thì ta cũng có thể dùng cách thức đó là A cộng Y để thể hiện địa chỉ. Tiếp theo ta có là nhập liệu cho mảng. Tức là trong trường hợp ta muốn nhập liệu cho một loạt phần tử của mảng thì ta sẽ có cách thức đơn giản, đó là ta sẽ dùng một for thôi. Nhập liệu ta có biến chạy y print, ví dụ input data for array y bằng 0, y nhỏ hơn 5. Cái mảng này là có 5 phần tử. A phần trăm d bằng phải đi scanf phần trăm đi phẩy và AI, hoặc có thể viết theo kiểu mới như bên trên này có nói A cộng Y.
3 data for array không là 3, A1 là 2, A2 là 5 và 4 đi, 1 5 cái kiểu thế. Thế sẽ rào cái bên trên lại cho nó dễ nhìn nhé. Sau đó thì in luôn kết quả làm sao. Data array. Y bằng 0, y nhỏ hơn 5, y in ra a phần trăm d bằng phần trăm d phẩy y phẩy a. Một ba hai năm, một ba hai năm bốn. Thì các thao tác liên quan đến mảng bao gồm việc nhập liệu, việc hiển thị, tìm kiếm, sắp xếp, vân vân và vân vân. Nói chung các thao tác liên quan đến mảng thì chúng ta sẽ đều sử dụng đến một lọc for thôi. For cho tiện. Ví dụ thầy sẽ thêm một cái thao tác nữa là ví dụ như là tìm max, tìm giá trị lớn nhất trong mảng. Pháp tìm max min thì chúng ta biết rồi, int cần một khai báo một cái biến để chứa max, xong giả sử nó và giả sử cái phần tử đầu tiên là lớn nhất bằng cách dán nó cho max, sau đó thì lấy từng phần tử ra của mảng ra và so khớp với max. For y bằng 1, y nhỏ hơn 5, y cộng cộng. Nếu mà max lại nhỏ hơn cái anh AI nào đó thì tức là max lúc này nó chưa phải là lớn nhất. Ta sẽ bảo AI đấy là lớn nhất bằng cách là gán anh ý cho max. Đây ta chỉ được in kết quả thôi. Max bằng trăm d max chỉnh nhá, 1 3 2 5 4 max bằng 5. Đã tìm max min rồi sắp xếp. Sắp xếp thì nói chung ta sẽ dùng cái thuật toán sắp xếp chúng ta biết rồi, dùng vào follow sắp xếp. Sắp xếp thì nó có thể có nhiều cách thức sắp xếp, ví dụ như là đổi bọt, chèn, vân vân. Rồi tìm kiếm, và tìm kiếm trong mảng, tìm xem trong mảng có bao nhiêu phần tử, hay là tìm và hiển thị những phần tử là số chẵn chẳng hạn, tìm và hiển thị những phần tử là số chính phương, tìm hiển thị những phần tử là số nguyên tố, kiểu thế. Thì ta sẽ có những cái thuật toán tương ứng như là thuật toán tìm kiếm tương ứng như là tìm kiếm nhị phân, tìm kiếm contiguous. Thêm một cái nữa là sắp xếp nha.
sắp xếp tăng dần. Sắp xếp thì thường nó có hai hướng là tăng dần và hoặc là giảm dần. Ta cần biến gì nữa. For y bằng 0, y nhỏ hơn 5 trừ 1. Y cộng cộng. For z bằng y cộng 1 z nhỏ hơn 5 z cộng. Cần một biến trung gian để thể hiện phạm vi. Y là t tem tem. Sắp xếp tăng dần có nghĩa là phần tử đứng trước. Tại vì là z đi từ y cộng 1 nên z bao giờ cũng nhỏ hơn, cũng lớn hơn y. Và y sẽ đại diện cho phần tử phía trước, z đại diện cho phần tử phía sau. Sắp xếp tăng dần thì ông đứng trước hay là phần tử với chỉ số nhỏ sẽ phải có giá trị bé hơn phần tử có chỉ số lớn. Hay nói khác là ông AI ông phải nhỏ hơn ông AZ. Vậy nếu như ông ý hay là ông AI mà lớn hơn lớn hơn thì sẽ hoàn định tem bằng AI bằng AZ bằng tem. Sort ascending. Y bằng 0 y nhỏ hơn 5 y cộng. Đây là kết quả thôi. A 100D bằng 100D phẩy y phẩy a y. Chạy thử nhà. 3, 2, à, chỗ này thì chưa cho xuống dòng không có nhìn. Cho trái N nha. Một, hai, ba, bốn, năm. Tăng dần đấy. Cơ bản về vấn đề mảng một chiều và như vậy nhỉ. Trong bài thi PE cũng như FE thì cũng sẽ có những câu hỏi liên quan đến vấn đề về mảng chiều. Ok, bây giờ có bạn nào có câu hỏi gì không, có vấn đề gì không báo lại với thầy nhỉ, thầy sẽ hỗ trợ nhỉ. Xong sau đấy chúng ta sẽ làm bài tập luyện tập cho phần 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 mảng của chiều này. Bây giờ thầy sẽ ra bài tập nhé, chúng ta luyện tập. Rồi. Đây là in ra sâu sâu cái sau khi đã sót thôi.